Em xin chào các bác nhé, xin chào cả nhà yêu lan trên toàn quốc nhé. Hôm nay bên em đến cái phiên bán hàng mới, em đã chuẩn bị rất là nhiều mã hàng lan rừng lên chia sẻ các bác nhà mình. Rất là mong cả nhà mình qua like cái tham ủng hộ cho bên nhà vườn chúng em nhé. Các bác mình mua hàng gì mình có thể gọi điện trực tiếp bên số điện thoại bên em là 0385050491 giúp em cả nhà nhé. Sau đây thì em sẽ đi vào chi tiết từng đơn hàng trong phiên ngày hôm nay ạ. Thì đầu like em có một cái chậu, đó là chậu sơn thủy tiên. Ở đây thì đây là sơn thủy tiên cả nhà nhé. Cái dòng này thì hoa rất là đẹp, cánh của nó gần như là cánh nhựa ấy các bác, cánh của nó rất là dày, hoa chơi được bền lâu. Thì sơn thủy tiên bên em thì nó có họng, cái mắt của nó là màu nâu đỏ các bác nhé, cánh vàng và họng nâu đỏ. Một chậu thì như hình đây các bác ạ, toàn là thân tơ thôi, toàn là thân tơ thôi cả nhà, hàng thuần lâu rồi nhé, đang có nụ hết ở trong cái kẽ lá này các bác này, đang sưng nụ hết rồi. Thì bình thường là bên em bán 250 cho một chậu sơn thủy tiên. Thì ở đây là đầu video em cũng chia sẻ nhà mình làm. Bác nào mở hàng cho em gái đầu video đi, em để nhà mình chậu này với giá bằng 180 thôi. 180.000 cho một chậu sơn thủy tiên. Bác nào mà mình mua 2 chậu nhé, vì bác nào mà mình mua 2 chậu sơn thủy tiên như này. 2 chậu thì bên em sẽ chia sẻ nhà mình 2 chậu thì là bao ship nhé. Nói chung là em đang bán gọi là tặng đầu like 180.000 cho một chậu sơn thủy tiên. Còn các bác mà mua 2 chậu này là em bao ship rồi ạ. Đấy, cứ mua 2 chậu như này là em bao ship cho. Đó, em xin mời cả nhà nhé. Rồi em qua cái mã hàng tiếp theo ạ. Mã tiếp theo của em đây lên chia sẻ các bác nhà mình, đó là một chậu 2 cây nhạn 4N các bác ạ. Đây là hoàng nhạn 4N nhé. Hai cây này thì cũng rất là lớn, rất là đẹp các bác ạ. Như cây phía bên này được 2 này, 4, 6 cặp lá rưỡi các bác ạ. Cây này 6 cặp lá rưỡi nhưng mà lá cũng tương đối là to đẹp luôn đấy. Còn cái cây phía bên này thì sẽ được là, cây phía bên này sẽ được là 2, 4, 6, cây này 7 cặp lá cả nhà nhé. Đó, 2 cây hoàng nhạn 4N. 2 cây này bác nào mà mình sưu tầm thì mình liên hệ cho em gái này. 2 cây hoàng nhạn 4N rất là đẹp. Đó, 2 cây này em chia sẻ các bác nhà mình 4N đẹp cả hoa cả thân lá các bác ạ. Bác nào muốn sở hữu thì liên hệ cho em gái. Mã số 5E nhé. Mã số 5E 2 chậu 4N, 2 cây 4N này em chia sẻ nhà mình là 700.000. Mã số 5E. Đó, bác nào mà sưu tầm được chậu 2 cây này liên hệ cho em gái mua hàng nhé. Mã số 5E hoàng nhạn 4N, 2 cây này là 700 các bác nhé, 700k. Rồi, ở đây thì em có cái chậu cửu bảo tiên. Chậu này có 2 cây rất là đẹp, nuôi thuần lâu rồi cả nhà. 2 cây cửu bảo tiên nhé. Cái bản lá của nó, cái mặt lá là có cái nước vôi trong nó phun vào nên là có màu trắng trắng phấn phấn. 2 cây rất là đẹp, hàng nuôi thuần rồi ạ. Mã số 3E, 2 cây cửu bảo tiên này em chia sẻ nhà mình là 480 nhé. Cửu bảo tiên là một trong dòng đơn thân mà phải nói là có cái khuôn bông đẹp xuất sắc luôn cả nhà. Hoa đẹp, bền, thơm, lâu tàng, bông to các bác nhé, nó là dòng cánh bầu, bông to đẹp lắm. Hoa nở theo chùm rất là đẹp. Mã số 3E cửu bảo tiên chia sẻ nhà mình chậu này với giá 480.000 cho 2 cây cửu bảo tiên cả nhà nhé. Rồi em sẽ chuyển qua mã khác ạ. Ở đây thì em có 2 cái cây châu đỏ. Ở những cái cây châu hôm qua em đã bán hết rồi cả nhà mình nhé. Cái phiên hôm qua em like là có cây nào em bán hết cái đấy rồi. Thì chậu này, đơn này có 2 cây châu đỏ này. Em quay cả mặt đằng trước đằng sau cho cả nhà mình cùng xem nhé. 2 cây này là 2 cây đỏ đốm. Dòng này bông rất là to. Thì bác nào sưu tầm được chậu 2 cây này em thật sự bán với giá là toàn 320 thôi. Ở đây em để các bác nhà mình là 250 thôi nhé, cho 2 cây này. 2 cây châu đỏ đốm 250.000. Bác nào sưu tầm 2 cây châu này chốt cho em gái 2 cây châu đỏ đốm là với giá 250.000 ạ. Ở đây thì em qua cái mã mới, cái hai cây này là 2 cây màu cam lửa. Cây này nó đang có một cái nụ hoa các bác thấy không? Đang còn sót lại một cái nụ hoa này. 2 cây cam lửa nhá. Đây là em đã cắt nước rồi các bác ạ. Cái này là em cắt nước đấy. Em cắt nước phải tầm 4 5 ngày hôm nay rồi. Vì mấy hôm nay thực ra là em chia sẻ châu giá rất là rẻ nên là các bác ủng hộ rất là nhiều. Các bác ủng hộ mua rất là nhiều nên là em cắt nước hết, cây nào em cũng cắt nước. Đây là cái bụi bẩn của bác nhá, cái này bẩn ấy, không phải là lá bị sao đâu. Đấy, nói chung là em cắt nước hết cho cây nó khô ráo nó sạch sẽ. Đó, để cho gửi hàng đi cho các bác nó đảm bảo nhé. Nên là mấy các bác về nhà nhận hàng một sau một ngày, hai ngày các bác tưới nước vào cây nó rất là đẹp luôn, xanh đẹp lắm các bác ạ. Đây là em cắt nước ấy, cắt nước được phải tầm 5-6 ngày rồi. Hai cây châu cam lửa này em cũng lấy các bác nhà mình là 250 thôi. Giá rất là rẻ các bác ạ, 250, bác nào sưu tầm được cái chốt nhé. Hai cây liền mà có 250, tính ra có 120 một cây các bác ạ, quá là bèo luôn. Đấy, bác nào sưu tầm thì liên hệ cho em gái nhé. Hai cây cam lửa này chia sẻ nhà mình chậu này với giá bằng 250.000 ạ. Em chuyển mã tiếp theo nhé. Ở đây thì em có hai cây châu màu trắng, hai cây này là màu trắng tinh. Màu trắng tinh và đây là lứa châu size châu to hơn, lớn hơn. Để em sẽ quay mặt cả mặt bên kia cho các bác nhà mình ngắm nữa. Đây là hai cây châu trắng tinh cả nhà nhá. Bác nào sưu tầm hai cây châu trắng, trắng tinh luôn nhá. Bảo hành mặt hoa luôn, hai cây này em chia sẻ các bác nhà mình là
350.000 cho hai cây trắng trắng tinh. Đấy, bác nào mình muốn sưu tầm thì mình đặt hàng gọi điện cho em gái nhé. Đây là hai cây màu trắng tinh ạ. Trắng tinh, tinh khôi luôn. Hai cây này với giá bằng 350.000 các bác nhé. Đấy, em qua mã mới nhé. Ở đây thì em có hai cây châu lá kiếm, dòng này là dòng lá chỉ thiên rất là đẹp các bác nhé. Cái màu hoa của cây này là màu đỏ đốm như này các bác này. Bên em cái dòng châu lá kiếm em còn một màu nữa là màu trắng, trắng tinh nữa. Nhưng cái cây này hiện tại là em đang quay các bác là cây đỏ đốm. Đấy. Đây cái màu hoa rất là đẹp các bác ạ. Em quay cả mặt đằng trước đằng sau cho cả nhà mình cùng ngắm nhé. Cái dòng cây này thì là lá chỉ thiên các bác thấy không ạ? Lá của nó là lá chỉ thiên nhá. Lá rất là dày. Đối với cái dòng này là lá cực kỳ là dày luôn các bác. Cái chất lá nó dày nó đẹp lắm. Đấy hai cây này lá các bác cứ gọi là châu lá kiếm đi. Châu lá kiếm nhá. Hai cây này bác nào chốt cho em để cho bằng 350. Hai cây to đẹp, lá dày mà đẹp lắm cả nhà. Đấy hoa của nó là màu đỏ đốm. Đỏ đốm thì cái khuôn bông của nó cũng rất là to mà nó là dòng cánh bầu đấy cả nhà. Đấy thì bác nào mà mình sưu tầm hai cây đỏ đốm này thì châu lá kiếm này em chia sẻ là 350 nhé, 350.000 hai cây châu lá kiếm. Em lên chia sẻ các bác nhà mình một cái cây tiếp theo, đó là cái cây hải yến trắng. Đây ạ, cái cây này là cây hải yến trắng cả nhà. Cái đây là cả một cái bụi các bác nhé. Cái hàng này là nó là gần như hàng đột biến đấy các bác. Đấy thì nó mới có màu hoa trắng, còn bình thường hải yến thì nó không có màu trắng đâu. Hai cây này là hải yến trắng các bác nhé. Cây này của em thì cả một bụi luôn các bác, cả một bụi nó rất là nhiều cây các bác nhé. Đây. Đấy, nói chung là cả một bụi này nó nhiều cây lắm cả nhà đây các bác thấy không? Các bác về có thể là mình bổ sung thay vào cái chậu lớn hơn, cho cái chậu lớn hơn cho thêm ít giá thể các thứ vào, vỏ thông các thứ vào các bác nhé. Đây. Đấy cả một bụi như này, hoa đẹp lắm cả nhà, hải yến trắng. Cái bụi này em chia sẻ nhà mình là 350 nhá, 350.000 cho hải yến trắng, thì bác nào sưu tầm hải yến trắng mình liên hệ cho em để mua hàng nhá, hải yến trắng ạ. Ở đây thì em còn một cái cây đó là cây hỏa hoàng đỏ các bác ạ. Cây này thì với một cây mẹ và rất nhiều cây con nhé, 3-4 cây con. Đấy, nói chung là lá của nó bị lỗi một tí này. Hỏa hoàng đỏ các bác ạ, hoa rất là đẹp đây các bác thấy không ạ, nó sai rất là sai nụ đây nhá, cái cây đang có nụ ở trong cái lá này. Cái dòng này nó ra hoa gần như là quanh năm các bác, nó không phải theo mùa đâu, cái dòng này thì nó ra hoa gần như quanh năm. Và bây giờ nó đang lên rất là nhiều cây con, tuy nhiên thì cái hàng này thì là hàng nhập từ bên Thái về nên là cũng em mới trèo vẫn được mấy tháng thôi, chứ em cũng chưa có cho giá thể vỏ thông gì cả. Các bác về mình đặt vào cái chậu lớn hơn nhá, mình cho vỏ thông vào cây nó sẽ rất là xanh mượt. Đấy, cái dòng này là dòng hỏa hoàng đỏ các bác ạ. Bông thì rất là sai, rất là đẹp. Em đang bán là 200, nói chung là tùy, có những cây thì em bán 220. Nhưng ở đây cái cây này thì còn đúng một cây, còn một chậu duy nhất cuối cùng các bác nhé. Em chia sẻ nhà mình cái cây này với giá bằng 180. Thì bác nào mình lấy cây này chốt cho em gái 180.000. Đây là hỏa hoàng đỏ các bác ạ, hỏa hoàng đỏ các bác nhá. Nhớ tên cho em nhá, 180 thôi ạ. Em có hai cây đen dỗ Úc các bác ạ. Đấy, đen dỗ Úc ở nhà nhé, dòng này thì phải nói là hoa của nó là màu hồng phớt tím, hoa rất là thơm cả nhà nhé, đen dỗ Úc hoa cực kỳ là thơm, bông của nó nhỏ nhỏ nhưng mà được cái là rất sai nụ các bác ơi, phải công nhận là cái dòng này nụ nó chi chít, nó kinh khủng luôn các bác ạ. Đây là đợt hoa đầu tiên, lứa hoa đầu tiên đã nụ như này rồi. Cái dòng này được cái là nó ra hoa quanh năm cả nhà nhé, một chậu rất là to đây các bác thể ngắm này, một chậu của cây đây các bác này. Đấy, đen dỗ Úc nhé, hoa thơm cả nhà nhá. Các bác ơi, các bác lưu ý cho em dòng này là dòng hoa thơm nhá. Hoa nó có nghĩa là những cái cây này đang nở hoa rồi này, đây các bác thấy không? Cứ nở xong thì những cái nhụ nụ nhỏ lại lên tiếp, nói chung là nó nối tiếp nhau, nó ra hoa gần như là quanh năm cả nhà nhé, ra hoa gần như là quanh năm. Đây ạ, nụ rất nhiều đây. Mà hoa thơm lắm, cái này ăn nắng các bác nhá, ưa nắng, đen dô ưa nắng và cái dòng hoa rất là bền. Các bác biết rồi, đen dô và hồ điệp là hai cái dòng hoa bền nhất, ví như là chơi phải tầm 3 tháng hoa nó mới tàn các bác ạ. 3 tháng hoa mình chơi gần như là hết cả một quý rồi. Hết cả một quý chơi hoa rồi. Đấy các bác thấy cái bụi to như này nhá. Em đang chia sẻ nhà mình là 280 cho một chậu. 280.000 cho một chậu to như này. Bác nào mình mua gộp đơn 2 chậu em bao ship. 280.000 cho một chậu nhá. Đây là đen dô Úc, hoa thơm nhá. Và dòng này là dòng siêu nụ, siêu hoa, chơi hoa quanh năm. Các bác lưu ý cho em là cây này ưa nắng, cây này ăn nắng gần như trực tiếp nhá. Nếu bác nào mà mình lấy cái dòng này bác, các bác lưu ý là phải cho ăn nắng nhá. Phải cho ăn nắng nhiều, các bác ăn nắng trực tiếp, gần như trực tiếp luôn thì nó sẽ ra hoa rất là đẹp. Đấy. Cứ 280 một chậu, bác nào lấy 2 chậu gộp đơn em bao ship, 2 chậu gộp đơn em bao ship rồi. Em còn sót một giò cửu lai này các bác này. Này nó là cửu lai với tam bảo sắc. Cửu lai với tam bảo sắc cả nhà. Ngọn của nó sẽ to hơn các bác nhá. Ngọn nó sẽ to hơn so với cái giống tam bảo sắc. Và cái dòng này thì nó là hàng cửu lai. Cửu thì nó ra hoa tháng 9, tam bảo sắc ra hoa tháng 4, hai cái dòng này nó lai nhau với năm ngoái của em là ở đây là nó ra hoa là ra hoa tầm gần tháng 6 các bác ạ. Tầm tháng 6 là nó có hoa nhá. Thì bác nào mà mình muốn sưu tầm cái giò to như này nhá. Đó, to đùng luôn các bác, to gọi là vật vã luôn đấy. Còn sót lại một giò này thôi ạ. Mấy hôm trước có mấy giò kia em bán hết rồi.
Rồi to dã man luôn. Cửu lai tam bảo sắc, các bác đi mua giò to này. Các bác biết đi, bình thường đi mua một cái ngọn cửu cũng 400-500 nghìn một ngọn cửu rồi. Hàng đấy này nó là hàng lai nhưng mà bông của nó rất là to và rất là đẹp các bác nhé. Nó là lai giữa hai dòng cửu và tam bảo sắc. Nó là hàng Thái đấy các bác ạ. Đấy các bác thấy cái bộ rễ này nó kinh khủng không? Dã man luôn đấy. Đây là em còn cắt bớt một đợt rồi đấy. Cắt tại vì nó dài quá, nó chịt dưới đất á. Em phải cắt đi để cho nó xong nó ra rễ mới rồi đấy. Cửu lai tam bảo sắc giò to này nha, các bác đi mua ở ngoài kiểu gì cũng phải tầm vào từ 2 triệu trở ngược. Em lấy cả nhà mình 1 triệu mốt, em không nhầm là ở vườn còn có một giò này thôi. Nên là bác nào mình chốt nhanh thì mình alo cho em nhá. Cửu lai tam bảo sắc, dòng này hoa rất là đẹp. Nó sẽ ra hoa khoảng tầm vào tháng 5, tháng 6, tầm vào tháng 6 đấy cả nhà. Tầm tháng 6 đấy ạ. Cả một giò to như này, em chia sẻ nhà mình là 1 triệu 100 nhá. Trồn hồng thì em còn một chậu cả nhà. Trồn hồng này em chia sẻ mình là 130 một chậu nhá. Em thanh lý nốt 130.000 cho chậu trồn hồng này. Bác nào lấy trồn hồng này chốt cho em gái 130.000 ạ. Em có một cái giò này là giò cuối tháng 8 các bác ạ, cuối tháng 8. Đó, bác nào mà sưu tầm giò này nhá. Đây là hàng ghép lũa các bác ạ. Đây là cái hàng này là hàng ghép trên cái khúc gỗ lũa. Đấy các bác có thể ngắm này. Ghép trên gỗ lũa thì gỗ rất là chắc, rất là bền, rất là khỏe. Nhưng mà ghép trên gỗ lũa sẽ không bằng ghép gỗ nhãn đâu các bác. Ghép gỗ nhãn thì nó cây nó sẽ phát triển đẹp hơn, tốt hơn. Còn ghép gỗ lũa thì gỗ nó rất là bền, rất là khỏe. Nhưng mà nó có một cái nhược điểm là trên gỗ lũa nó rất là cứng, nó rất là trơ. Vì vậy nên là cái rễ nó khi bám vào cái gỗ lũa này thì nó sẽ không có chất dinh dưỡng để ăn. Cái cây nếu như các bác mà ghép được gỗ lũa như này thì các bác phải cho ăn được phân thì cây nó mới to mới đẹp được. Đây là em chia sẻ rất là thật. Bởi vì là ghép trên gỗ lũa nó trơ lắm các bác ạ. Cái rễ nó bám vào nhưng nó không hút được chất dinh dưỡng thì cây nó rất là còi. Các bác phải bổ sung thêm được cái phân thuốc thì mình mới cây cái mới lớn được. Nhưng ở đây thì nhà em cũng không cho ăn được phân á. Gần như là không nguyên vẹn luôn các bác. Các bác không đem có một tí phân thuốc nào luôn đấy. Cây nó cũng hơi còi còi. Nhưng cái này các bác về chăm mình bổ sung thêm phân thuốc, nó sẽ cho một túi phân thuốc treo trên đầu trụ này các bác này, treo trên cái đầu trụ này này. Đấy xong mình tưới nước nó ngấm xuống thì nó rất là đẹp. Giò quế này nha các bác nha, đây là quế tháng 8. Bác nào lấy giò này thì em chia sẻ nhà mình giò này với giá bằng 750, 750.000 nhá. Quế tím thì em còn một giò quế tím này rất là đẹp các bác ạ. Quế tím hoa đẹp mà thơm lắm nhá cả nhà ơi. Đây là ghép trên gỗ lũa luôn, em đặt đệm cho cả nhà mình cùng ngắm này. Cái khúc này là khúc ghép trên cái dáng này là dáng gỗ lũa các bác nhé. Quế tím hoa rất là thơm và đẹp. Trong live nhà mình bác nào sưu tầm giò quế tím này thì em sẽ chia sẻ giò quế tím này với giá bằng 470.000 các bác nhé cho giò quế tím. Đây là ghép trên lũa các bác, cái khúc lũa này có chiều dài khoảng tầm vào 40 cm. Đấy ghép kín hết cả cái lũa này, cái lũa này chiều dài tầm 40 các bác nhé. Vừa là ghép hết chiều dài và ghép nó rất là to, một giò rất là to xung xuê. Em chia sẻ giò quế tím này với giá là bằng 470 các bác nhé, 470. Mã số là 42. Mã số 42 là 470 các bác ạ. Cho giò quế tím em xin mời các bác nhé. Em còn hai cái chậu năm cành trắng này phải nói là đẹp dã man các bác ạ. Thân to nụ nhiều, mầm gốc đang lên nhá. Đó, em sẽ lên chia sẻ các bác nhà mình. Cái chậu này là năm cành trắng An Phú này. Đây là một chậu năm cành trắng An Phú này, nụ phải nói là chi chít luôn. Năm cành trắng An Phú bây giờ người ta đang tăng giá ầm ầm luôn các bác ạ. Năm cành trắng những cái hàng va bây giờ tăng dã man luôn. Nhưng mà đây bên em thì nói chung là em cũng không có thời gian mà để lên live mà để bán, nên là em sẽ chia sẻ trực tiếp trên video này luôn. Đấy, chậu này thì em sẽ lên chia sẻ mình một chậu năm cánh trắng An Phú này, một chậu năm cánh trắng Thủy Tiên này, bên này nhá, em gộp cả hai đơn luôn. Bình thường em đang bán với giá bằng 390.000 một chậu, đúng không? 390.000 một chậu. Nói chung là em thì chia sẻ giá rất là bèo cho các bác nhà mình sưu tầm. Nụ phải nói là chi chít nhá, thân này này. Nụ này các bác thấy không? Nó dã man nhiều nụ luôn. Năm cánh trắng Thủy Tiên đây ạ. Còn bên này là năm cánh trắng An Phú, hai chậu này nhá, em bán gộp cả hai, em không bán một chậu vì em bán giá thanh lý. Hai chậu này thì em sẽ chia sẻ nhà mình là hai chậu này với giá bao nhiêu đây? Em bán thanh lý nhà mình là 190.000 một chậu nhá. 190.000 một chậu nhưng mà em sẽ đi gộp cả hai chậu luôn nhá. Đấy bình thường là bán 380.000 một chậu, bây giờ em chia sẻ nhà mình là hai chậu này có giá bằng 380. Bác nào mình muốn lấy về để chơi hoa để ngắm hoa luôn nhá các bác ơi. Năm cánh trắng mà em chia sẻ các bác, thật sự các bác biết bây giờ đang sốt như thế nhưng mà em chia sẻ các bác giá quá là bèo. Hai chậu này em đang thanh lý là 380.000. Bác nào sưu tầm được hai chậu năm cánh trắng này các bác liên hệ cho em gái nhá. Năm cánh trắng An Phú và năm cánh trắng Thủy Tiên. Em chia sẻ Thủy Tiên em chia sẻ các bác nhà mình là 380.000 hai chậu này, rất là đẹp mà rẻ, thanh lý luôn đấy ạ. Tiếp theo đây thì em còn cái cây này là cây Corat Koki. Cái dòng này là dòng siêu hoa các bác nhé. Cái giống này là giống siêu hoa. Và lá cũng khá là to ấy, như lá này cũng được khoảng tầm vào gần 4 cm hoặc là 4 cm rồi này.
Đó, nhưng mà nó là dòng siêu hoa cả nhà. Hoa của nó vẫn như vậy nhưng mà nó là dòng siêu hoa nhé. Cái dòng này mỗi một đợt ra hoa nó không dưới 3 vòi hoa các bác ạ. Sai hoa dã man luôn. Đây là dòng siêu hoa, nó thiên về hoa hơn. Đấy, cái giống Koki mà giống xưa thì lá đầu lá nó sẽ tròn hơn loại này nhé. Loại này đầu lá của nó sẽ nhọn hơn. Đấy, nhưng cái dòng này nó là dòng siêu hoa. Nếu bác nào mà mình thích ngắm hoa nhiều thì các bác lấy loại này. Đấy, một cây này em chia sẻ là 300.000. 300.000 các bác nhé, cho một cây này là cây Korat Koki. Đó, ok chưa? Siêu hoa. Chia sẻ nhà mình là 300.000 một cây, bác lấy cây này chốt cho em gái nhé. Ok chưa ạ? Em cảm ơn nhé. À, tiếp theo đây em có một cái chậu cáo, nó là dòng cáo đổ của Bắc Cạn cả nhà. Cái mặt lá của em là phun nước vôi trong nên là nó hơi trắng trắng phấn phấn. Cái mã số là E7. Đây. E7 308 này, chỗ này em bán ở cả nhà mình 300.000 nhá. E7 300.000 chậu cáo đổ Bắc Cạn. Đấy, chậu này rất là đẹp các bác ơi. Rất là đẹp nhá. E7 cáo đổ Bắc Cạn 300.000. Và tiếp theo đây thì em có lên cho nhà mình một cái chậu, đấy là chậu nhạn A3 này các bác thấy không? Cái chậu này phải nói là hai cây bản lá quá là tuyệt vời. A3 mã số là 48. Mã số 48 chậu nhạn A3 nhá. A3 hay còn gọi là nhạn va đấy, ở chỗ em mình chỉ gọi là nhạn A3 thôi. Nhưng có những nơi người ta gọi là nhạn va, hoa vàng lưỡi trắng. Mã số 48 em chia sẻ là có 480.000 cho chậu này, hai cây to mà đẹp dã man. 480.000 cả nhà. Tiếp theo thì em có lên cho nhà mình một cái chậu nhạn, đây là nhạn tháng 4 hàng rừng của Buôn Đôn, dòng này hoa tuyệt vời luôn. Hoa thơm và hoa rất là đẹp các bác nhá. Chậu này của em thì có mã số là 3A. Mã số 3A chia sẻ mình chậu này với giá bằng 280. 280k, chậu này 5 cây 280 các bác nhé. Ở đây thì em lên tiếp theo cho nhà mình một cái giò tam bảo sắc. Tam bảo sắc hàng này là hàng Tây Bắc, hàng Điện Biên. Tam bảo sắc ở nhà nhé, hàng Tây Bắc Điện Biên. Giò tam bảo sắc này bác nào lấy được thì em sẽ chia sẻ nhà mình giò này nhé. Tam bảo sắc Tây Bắc Điện Biên cả nhà. Giò này lấy các bác nhà mình giò tam bảo sắc này với giá là bằng 570.000 nhá. 570.000 cho giò tam bảo sắc Tây Bắc Điện Biên. Bác nào mà sưu tầm được thì chốt nhá, 570 nhà ơi. 570k tam bảo sắc Tây Bắc Điện Biên ạ. Đây em cũng sẽ lên chia sẻ các bác nhà mình một cái chậu này mã số 41 này. Đây là chậu chuỗi ngọc cả nhà, đang có nụ có hoa nhiều. Đấy, các thân của nó đều đang có nụ các bác này, các thân đều đang sưng nụ các bác thấy không? Đó, đều đang sưng nụ hết nha, thân nào cũng đang đều có nụ hết cả nhà nhá. Đây là một chậu chuỗi ngọc mầm thân tơ nó đang lên rồi, dòng này là dòng hàng rừng. Đây là hàng rừng các bác nhé, hàng được thuần rất là lâu rồi, đang lên thêm cả mầm gốc nữa. Chuỗi ngọc này em bán là 380, bây giờ em thanh lý nhà mình là 250, à quên mất 200.000 đi. 200.000 cho chậu chuỗi ngọc các bác nhé, chuỗi ngọc này, hàng rừng đấy, hoa đẹp lắm, cả nhà đang có rất là nhiều nụ này. Mã số 41 có 200.000 thôi, bác nào sưu tầm mới chốt cho em gái nhé. À, cẩm báo rừng thì đối với hàng chậu hôm qua bán hết rồi. Và đối với hàng trụ thì em cũng chỉ còn có đúng có một cái trụ này duy nhất cả nhà ơi, cẩm báo rừng. Tối qua khách bảo em quay video mà em còn chưa nhớ bác nào hỏi quay cái chậu cái trụ này đấy. Ok chưa? Đây là một trụ gỗ rất là to. Cái mặt lá của cẩm báo rừng này là em phun cái nước vôi trong nên các bác sẽ thấy là mặt lá của nó hơi phớt phớt trắng trắng phấn phấn các bác thấy không? Đấy, một giò rất là đẹp nhá. Cẩm báo rừng, cả một giò to này hoa đẹp mà thơm lắm cả nhà, cẩm báo hoa thơm lắm. Giò gỗ to. Đấy. Cây thuần lâu rồi các bác nhìn rễ bên trong bám vào thân cây các bác biết là cây đã thuần rất là lâu rồi nha. Em ấy sẽ chia sẻ nhà mình cái giò cẩm báo rừng này. Giò này đang mùa nụ đấy các bác, mùa này đang mùa nụ đấy. Giò này của em có cái mã số là mã số C8. C8 nhá, cái giò to này em chia sẻ là 600, còn đúng một giò này thôi bác là lấy được giò này chốt nhá. Giò này nó phải to bằng 4 lần cái chậu mọi hôm quay. Đấy, ok chưa? Em bán là bằng 600k, bác lấy giò này chốt cho em cẩm báo rừng 600 cả nhà nhé. Em còn một cái đơn kiếm hồng khánh đăng các bác này, một thân tơ và một thân măng sừng hồng khánh đăng các bác nhé. Một trong dòng kiếm mà các bác đang săn tìm rất là nhiều. Mặt lá là nó bị bụi bẩn đấy các bác, cái này bụi bẩn đấy, đây các bác thấy không? Lau nó sạch này, thấy không? Để lau nó sạch nhé. Kiếm hồng khánh đăng các bác ơi, cái dòng này là dòng hoa rất là đẹp. Thực ra là tên tuổi, để nói là tên tuổi của nó sẽ không bằng Phan Trí đâu cả nhà. Tên tuổi và giá thành của nó luôn luôn rẻ hơn Phan Trí, nhưng mà về cái khuôn bông và mặt hoa của nó gần giống cái bông Phan Trí, thậm chí có nhiều bác còn đánh giá là nó còn đẹp hơn cả Phan Trí. Nó có một cái bông, nói chung là cái dòng này cánh bầu đẹp lắm, lưỡi của nó cũng sẽ phớt màu hồng. Đó, nó là hồng khánh đăng cả nhà nhá. Bông cánh bầu rất là to đẹp. Đơn này hai măng này các bác này, hai thân măng này. Đơn này em sẽ chia sẻ nhà mình cái đơn kiếm hồng khánh đăng này với giá là bằng, nói thật các bác là bán là 280. Bây giờ em lấy nhà mình đơn này với giá bằng 200. Đơn này bác lấy được thì chốt nhé, 200.000 cả nhà nhé, kiếm hồng khánh đăng 200.000 cho đơn này ạ. Sơ đầu tiên này em còn một chậu to lắm cả nhà, chậu này chậu size lớn size to nhé, mã số 34 đang có nụ hoa các bác ạ.
Đấy, bông phải nói là dòng này bông cánh nhựa rất là đẹp, hoa rất là dễ chăm dễ trồng. Đó, sơn thủy tiên cả nhà nhé, chậu to này toàn thân tơ thôi ạ, đang nụ dài cũng có mà nụ nhỏ xung tất trong cái lá này, rất là nhiều nụ nhỏ luôn. Mã số 34 chia sẻ nhà mình là 380 chậu sơn thủy tiên. 380.000 sơn thủy tiên các bác nhé. Đơn này bác lấy được cái chốt cho em là 380 ạ. Đây ạ, cuối video em sẽ lên cho cả nhà mình hai cái dòng hoa lan tiêu hay còn gọi là cái cây hàm tiếu các bác ạ, một trong dòng hoa duy nhất được ví nụ cười mỉm của Phật. Hoa rất là thơm và đẹp nhá. Hiện tại bây giờ em đang có hai màu. Đây, cái cây đang quay trước màn hình các bác là màu số 3, nó là màu viền tím các bác nhé, nó là màu viền tím, hoa lan tiêu hay còn gọi là hàm tiếu đấy ạ. Dòng này hoa rất là thơm, nói chung là thơm, thơm ngọt ngào dễ chịu lắm các bác ạ. Bông to lắm ở nhà nhé, bông to cánh dày như vậy. Nó nở nó cứ chúng chím như vậy các bác nhé. Đấy. Cái cây hàm tiếu trước màn hình các bác theo dõi đây thì thực ra trước em bán là 350. Giờ thì em sẽ chia sẻ nhà mình cái cây hàm tiếu màu tím viền, cây này em lấy các bác nhà mình là 200.000 đi. Em lấy các bác nhà mình 200.000 cây to đùng này nhá. Và em cái dòng lan tiêu trắng này nó rất là hiếm giống. Cây bên này là lan tiêu trắng này. Đây, hoa của nó sẽ có màu như này. Đây ạ. Hoa nó sẽ có màu trắng tinh như này các bác nhá. Lan tiêu trắng. Nó cũng có một cái đặc điểm, thực ra là hai dòng này dòng nào cũng rất là thơm. Nhưng mà cái lan tiêu trắng này thì cái đặc điểm của nó để nhận dạng các bác sẽ thấy là cái mặt lá của nó sẽ có, nó sẽ tròn hơn các bác ạ. Lá sẽ to, sẽ tròn hơn so với những dòng lan tiêu khác ở nhà nhá. Hoa lan tiêu ạ. Hay còn gọi là cây hàm tiếu đấy ạ. Cây này to hơn mà lá tròn. Bác nào mà mình muốn sưu tầm cây lan tiêu trắng cây này ạ, em bán là 650 đấy cả nhà ơi. Lan tiêu trắng nó giá nó rất là cao mà nó rất là ít giống. Hiện tại bây giờ em đang còn là 3 cây lan tiêu trắng. Vậy nên là em sẽ còn ít thôi ạ. Em sẽ chia sẻ cho mình cây này với giá bằng 350 đi. Nếu bác nào mà mình lấy cây lan tiêu trắng này em lấy cả nhà mình là 350.000. Đấy, để cho các bác nào mình chưa có giống này các bác có thể lấy để sưu tầm nhé. Ok chưa? Đây là cây lan tiêu. Đó. Em xin mời các bác nhà mình, bác nào mình muốn mua hàng thì mình liên hệ xem gái để mua hàng nhé. Em xin cảm ơn các bác nhà mình, chúc các bác có một buổi xem live vui vẻ. Em chào cả nhà.